một mình trên phố, tâm hồn lạnh lùng buốt giá. Sao anh mất thấy môi mắt em yêu vẫn còn đây? Đêm về chăn chọc thao thức, nhớ thật nhiều làn môi ấm. Em yêu sao nỡ quay lưng bước vội đi. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao em nỡ bước đi theo người? Bóng anh mờ khuất, tâm hồn anh vỡ nát xa rời. Sao em nỡ bước theo tình với người, vì em đã hết yêu anh rồi. Bóng anh lẻ loi trong chiều mưa. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao em nỡ bước đi theo người? Bóng anh mơ vỡ, tâm hồn anh vỡ đã xa rời. Sao em nỡ bước theo tình với người, vì em đã hết yêu anh rồi. Em hỡi khi lỡ cho yêu anh rồi, bận lòng chỉ nữa hỡi em, xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại gần, và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên anh. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn đó. Trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình giang dở. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Chúng ta vừa đến với hai bản hit rất nổi tiếng đã từng được nữ ca sĩ Phương Thanh thể hiện rất thành công, Một Thời Đã Xa và ca khúc Tình Xa Khuất, với phần thể hiện của hai gương mặt Tùng Anh và chàng trai còn lại là Ngọc Hiếu. Bài hát để này... tôi nói. Yeah, đó đó. Tôi nhận bài hát Tình Xa Khuất vào năm 1995, vừa ráo mực. Và người thể hiện đầu tiên là nữ ca sĩ Minh Tuyết. Và cả hai bài đều vào tay tôi đầu tiên. Ở bài hát này Tùng Anh thể hiện em gọi là một cái người chuyển cái giọng nữ anh cực thích. Nhưng nếu như cái giọng nữ của em á, bớt đi chút xíu cái giả thanh, cần cái tình rõ hơn nữa thì sẽ tuyệt vời hơn nữa. Đó là em tập được, anh nghĩ là em có thể tập được.
Nhưng em dừng ở mức này đã là quá trời là khủng khiếp rồi. Còn về phần nội dung thì anh xin nhờ anh Quang Lê giải thích thêm. Bài hát Tình Xa Quốc, từ cái điệp khúc đến cái phần cuối mà có những câu mà hát chung đó, quyện ngoài sự tưởng tượng của Lê. Khi qua bài Một Thời Đã Xa thì có lẽ là làm khó Tùng Anh ở những cái đoạn thấp, mà khi em càng lên càng cao đó, em càng vững chắc. Mình thấy đã lắm. Vũ nhớ có cái người ca sĩ dù quốc tế mà ca cái giọng cao lắm, mà giọng trên này nè. Vitas. Vitas. Nghĩa là khi anh nghe em, anh lại nhớ đến cái người đó. Em đã làm rất đạt Ngọc Hiếu, em đã làm tốt với vai trò của em, nhưng mà cái người để lại cho tôi ấn tượng lớn là Tùng Anh. Cảm ơn em rất nhiều. Đó, em án lần nữa cho anh nghe, của anh thèm quá. Cái câu dễ thương à. Nhân đây thì xin lỗi các vị huấn luyện viên, là muốn hỏi Tùng Anh tí xíu là em có biết hát opera không Tùng Anh? Dạ em biết hát opera. À, thế em thử một đoạn cho anh được không? Em thử một đoạn staccato nhé. Vâng. Em thích thì rất đã. Wow. Cái mà em có được, cái độ rung của em á, nó cuốn người ta vào. Mà em càng lên cao, cái lực của em nó càng dễ sợ và nó càng rung như thế này nè. Cái đó là cái đặc điểm của em khác hơn những người khác. Hương có một cái kỷ niệm tới bây giờ mới nói được về cái bài Một Thời Đã Xa. Lúc đó Hương mới bước chân vô nghề hát luôn. Có một lần Hương nghe một người hát, nhạc sĩ Mỹ Nam, là ông sư phụ Hương, mới giới thiệu cho Trung tâm Ban nhạc Sài Gòn Audio mời Hương tới thu. Vâng, đã thu bài đó năm 96, 97 đó, 97 đó. Mấy ngày sau nghe tin là cái bài đó bị mua độc quyền mất tiêu rồi. Và cho tới bây giờ cái bài hát đó, giọng hát của Hương vẫn còn nằm ở trong Sài Gòn Audio với cái phiên bản Một Thời Đã Xa của Đàm Vĩnh Hưng cách đây 20 năm. Cái kiểu Hưng hát hồi xưa nó nghe ngô và nó cũng rất là riêng. Hưng phiêu lên tùm lum tùm la các kiểu hết. Có một lần đi hát với Minh Tuyết, thấy Minh Tuyết bước ra sân khấu hát hai bài này được hiệu ứng đám đông rất là nhiều, thế là Hưng quyết định chôn liền. Ôi vậy hả? Thế là Hưng quyết định đưa cái liên khúc này vào cho hai em này. Rất khó đặt để tìm một cái người để hát với lại Tùng Anh. Ngọc Hiếu là một nhân vật bị ở lại một mình sau khi Ngọc Thạch đã rời khỏi cuộc chơi. Thế là hai mảnh ghép được ghép lại với nhau. Cảm ơn Hiếu đã hát rất tình như những gì anh mong muốn, anh dặn dò. Tại vì chị Tuyết là người thiên về tình cảm rất là nhiều. Và những cái gì mà chị Ly sẽ bắt lỗi nè, thì chị Tuyết sẽ bắt lỗi nè, anh biết trước luôn, anh sẽ phòng hờ hết. Nhưng ngày hôm nay được nhận lời khen, lời động viên của các anh, các chị, Hưng rất là cảm ơn những lời động viên đó. Và rất là hãnh diện về phần trình bày của hai em vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh Hưng. Anh Hưng thì hát cái version 20 năm trước đi. Anh Hưng là còn có bài Một Thời Đã Xa mà anh cất mà chưa có tung ra. Thì thôi bây giờ 20 năm mấy khi cho tụi em nghe thử cái phiên bản của anh Hưng rồi. Anh Hưng hát đi anh Hưng. Oh my god. Hát cái kiểu 20 năm trước á. No. Sợ đừng có làm vậy. Mê hát quá, thèm hát quá. Trời ơi. Anh hát một đoạn tụi em hát chung anh nha. Có anh Hưng không ngọt kìa. Piano trước. Đừng buồn em hơn khi lỡ nói yêu anh rồi, dần hơn chi nữa hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi giữ mãi bóng hình. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ, và anh đã biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, anh đã trao em nụ hôn đầu. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng anh.
bạn sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình sáng sớm, anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng ai. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rồi. Yeah, hay quá đúng không quý vị? Nỗi đau mà nó dễ sợ. Sướng quá, sướng quá. Cô nào nỗi đau nó dằn xé, nó khiến cho chị Tuyết phải ngồi không yên và phải leo lên luôn. Thất tình nhiều trong tình yêu. Ông này là chủ cái lâu đài nãy đó. Mình nhường bán hai cái lâu đài lại cho hai đồng chí này. Nếu như hai bạn mà vào vòng trong á, mà cũng là cặp, thì khi hát á, những cái quãng thấp bạn Hiếu nương với bạn kia một chút xíu để không thấy cái sự chênh lệch. Mình cũng hát với cái giọng trầm ấm, nhưng mình bắt đầu từ những cái hơi của mình ra trước cái đã, nhẹ nhàng, rồi từ từ mình mới đẩy cao trào lên từ từ. Thì cái bài hát á, nó sẽ có những cái cung bậc khác nhau, nó làm cho cái cảm xúc nó thăng hoa nhiều hơn nhé. Cảm ơn em. Tùng Anh á, có cái thói quen là lúc nào cũng để cái mic hơi xa chút xíu so với người bạn của mình. Cứ nói nó hoài luôn á. Em hát câu bình thường đi, mà em để sát vô cho anh. Chiều một mình trên phố, tâm hồn lạnh lùng buốt giá. Sao anh mơ thấy môi mắt em yêu vẫn còn đây. Đâu có nhỏ đâu. Em có cái sự nén ở trong cái giọng mà em vừa để nó xa nữa, cho nên là em bị thiệt thòi về cái âm lượng. Đó, cho nên lần sau để gần lại. Bị một lần cho biết. Rồi, ok. Xin được cảm ơn các vị huấn luyện viên rất là nhiều. Tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có con mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Mộng buồn quên dấu, nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây.
sầu. Chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Ơi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Mai lầu kia thiếu chẳng coi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không về, hay ghi câu nhạc tình em với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm không gặp, mười năm nhớ. Wow, thưa quý vị, một phần trình diễn quá là tuyệt vời. Trang phục rất đẹp, lịch lãm như bốn quý ông trên sân khấu. Hồi nãy thì khi nhìn bốn chàng trai này biểu diễn thì trong đầu Nguyễn Khang sẽ nghĩ ngay đến một cái tên, đó là Udivo. Xin mời chia sẻ của các vị huấn luyện viên. Phải nói là từ đầu giờ tới bây giờ thì chị mới thấy được là một nhóm bốn người mà bè mà nó chắc như đến như vậy. Có nghĩa là không có cái sự xê xích một chút xíu nào, rất là khen các em. Mỗi bạn thì có một cái chất giọng khác nhau và một cái màu sắc khác nhau, đều hay cả. Nhưng mà đối với riêng Minh Tuyết á, Duy Thắng á, trong cái cách luyến lấy của bạn, trong cái chất giọng của bạn, nó có cái nhựa nhựa gì đó mà khiến Tuyết cảm thấy rất là thích muốn nghe. Nhân đây có chị Tuyết nè, Thắng phải nói cái giọng mà Thắng hay làm MC với hay giới thiệu nữ ca sĩ Minh Tuyết đi để cho Tuyết nghe. Vâng, giờ lời đầu tiên cho phép Mạc Duy Thắng gửi lời chào tất cả các quý vị huấn luyện viên và đặc biệt là chị Minh Tuyết, bởi lần trước không có được gặp chị. Kính thưa quý vị khán thính giả, các vị huấn luyện viên, thì em xin phép chia sẻ một đôi chút về cái nền tân nhạc Việt Nam cũng như cái đôi nét thú vị ở trong đấy. Thì mọi người có thể thấy được rằng ngay như nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một nhạc phẩm có phần ca từ đó là còn hai con mắt khóc người một con, thì phần ca từ này xem ra rất khó hiểu, nhưng sau khi tìm hiểu thì phát hiện được rằng phần ca từ ấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mượn từ một bài thơ của thi sĩ Bùi Giáng. Thì sau này thi sĩ Bùi Giáng có giải thích rằng còn hai con mắt khóc người một con có nghĩa rằng người còn hai con mắt khóc người đẹp có một đứa con vì gái một con trông mòn con mắt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ mời anh Quang Lê à. Cái bài thủ ấy có em, nó là một cái màu sắc riêng biệt, ít người hát được lắm. Kể cả Quang Lê, nếu mà cho hát cái bài này thì Quang Lê cũng sẽ xin đầu hàng. Bốn bạn hát rất là cảm xúc, có một cái trang phục rất là ý nhị đó anh Hưng. Hồi nãy anh Hưng có hứa cho em cái gì đó, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Thì Lê thấy là có nhiều chỗ thì cái này là cảm nhận riêng thôi. Các bạn có thể hát hay hơn những gì các bạn thể hiện. Dạ cảm ơn anh Quang Lê. Mạc Duy Thắng, công thần cũng là em. Câu đầu tiên đổ vào, em lấy hết tình cảm của khán giả. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có con mắt buồn. Nhưng viên câu đổ lần thứ hai, tụi ấy có em, cái đuôi em lại bị tuột một tí. Chị đang suy nghĩ là có nên chia sẻ hay không, tại vì thực sự đó là chị cũng ngại. Hưng rất muốn nghe chị Tư nói, phải nghe chứ. Thực ra là chị không chê giọng của bốn đứa,
tụi em bè phối là nãy giờ là tất cả các huấn luyện viên khen là đúng. Câu đổ của đầu tiên nó rất quan trọng, nhưng chị làm cảm thấy không đã. Ở thắng, cái giọng của em nó hợp với cả hai bài này, cho nên anh Hưng cho em những cái câu đổ đầu, những cái từ cuối của em, cuối câu á, nó hơi bị xỉn xỉn và nó nhỏ, nó không đầy. Tức là không phải là dở, nhưng chị muốn đắt hơn ở những cái câu đổ. Thì điều đó cũng lặp lại với Tuấn Nghĩa. Thì cái này là một cái sự bức xúc, tại vì tức quá, hát tốt nhưng mà lại cái câu đổ nó không đắt. Chị làm giờ vậy tụi em không soi tiếp nè. Rồi nguyên cái rổ soi nữa nè. Không sao đâu, không sao đâu. Mỗi đời còn một lượt thi nữa đó. Thấy chưa? Soi là... Nói thật sự là như vậy. Cái này không phải chị soi mà chị góp ý cho em sẽ tốt hơn, bởi vì chị thích giọng của em. Duy Thắng, em để ý khi em ngân cái đuôi cuối đó, cái ngân đuôi á, nó hay bị chênh cao lên một tí xíu. Và hình như đó là cái tật của em. Em để ý cái đó chút xíu cho chị. Mà nó rất là nhỏ, thì chị chỉ góp ý thôi. Dạ, em cảm ơn tất cả những lời góp ý của anh chị ạ. Xin mời Vũ. Anh nói trước, cố tình Hưng không nói một tiếng nào hết. Là Hưng rất trân trọng và muốn lắng nghe từng lời, từng chữ của các huấn luyện viên khác. Chị Tuyết, tại sao không nói ba người kia mà nói em? Là chị Tuyết rất thương em, quý em, mới cho em thấy những cái điều này em tốt hơn. Chị Cẩm Ly, Hưng cam đoan Hưng không có nói thêm hay lấy lòng mọi người nhé. Cả hai chị đều nói đúng 100%. Hưng cảm ơn Cẩm Ly, cảm ơn Minh Tuyết để cho các em phải tự nhìn thấy mình. Một câu đổ xuống nghe ta đã liền á, nó khác. Còn nó lơ mơ đó, nó khác liền. Cảm ơn chị Tuyết và chị Ly rất nhiều. Cảm ơn em, cảm ơn. Dĩ nhiên mỗi một người cũng có những khuyến khích riêng của mình, không ai hoàn hảo hết. Riêng trong bốn em thì anh nhận thấy có một cậu bé tiến bộ nhiều nhất và chịu thay đổi nhanh nhất, đó là Thành Long. Mỗi người sẽ có một cái phong cách giọng hát khác nhau. Như em là tenor đúng không? Chuyên trị những cái quãng cao. Còn Thắng là cái giọng trầm, dày, rền ở dưới. Còn bạn là cái giọng nó hơi đời chút xíu. Còn em là mang cái hơi hám mà nó hơi hiện đại và nó trẻ trung hơn. Thì bốn người quyện lại là bốn cái sắc tố khác nhau để tạo nên một cái cơn sóng thần đã gây biết bao nhiêu dư luận ở dưới đây. Cái điều mà quan trọng mình phải nhìn nhận đó là bốn bạn đã làm quá tốt với những gì mà Vũ và anh Hưng đã kỳ vọng. Dĩ nhiên mình là con người mà Vũ muốn hôm nay các bạn có những cái lỗi như thế này, để mà mình còn có cái ước mơ để mà tiến bộ hơn nữa. Và một lần nữa chúng ta sẽ chúc mừng cho bốn chàng trai. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại ngủ. Trong nỗi sầu mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Thank you.
Chiều chiều em đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu, cây lúa mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu, nó lẻ bay rô lòng mà bay. Buồn cho con sáo sầu, nó lẻ bay rô lòng mà bay. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thương, lời sang bên đó anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Vừa đến với bốn chiến binh của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Minh Vi. Một bản mashup rất là hay đúng không ạ? Lần đầu tiên Nguyên Khang nghe một cái bản phối khá là đặc biệt như thế này. Xin phép được hỏi anh Minh Vi là từ đâu mà anh lại nghĩ ra một cái ý tưởng mashup nhạc trẻ với lại nhạc dân ca? Anh thích làm những cái khác nhiều chút. Khang nghe được không Khang? Dạ, em rất là thích cái bản này. Và thật sự là em không ngờ là hai ca khúc này có thể mashup với nhau. Tại vì vốn dĩ là nó hai thể loại, nhưng mà khi nghe và cái cách phối đó thì em không cảm thấy có một cái sự khác biệt gì. Khi mà phối thì rất là thích. Và em cũng có để ý thấy chị Cẩm Ly đã hát ca khúc Buồn Con Sáo Sầu nhẩm suốt từ đầu đến cuối chương trình. Có lẽ là đây là một bản hit mà quý vị đã rất là yêu mến với phần thiền của chị Cẩm Ly rồi, cho nên là chị cũng rất là thích. Và bây giờ thì xin mời chia sẻ của gia đình chị Tuyết và anh Lê. Đương nhiên là trước tiên là phải khen hai bài hát rồi. Đó là bài hát mà Quang Lê rất là thích. Tuy nhiên khi mà mình hát hai bài hát quá nặng ký đó thì mình dễ bị so sánh lắm. Bài hát Đừng Hỏi Em, Thanh Thanh và Thu Thảo hát thì cái tông rất là hợp lý. Tuy nhiên khi mà chuyển sang qua bài Con Sáo Sầu đó thì Bích Thủy và Thanh Nhị, đặc biệt là Thanh Nhị, bởi vì cái yếu điểm nhất của em là cái nốt thấp.
có lẽ là cái thời gian, cái tuổi tác chưa cho mình đủ kinh nghiệm để mình đi xuống tận cái nốt ấy, đúng không? Hình như là Thanh Nhị là còn nhỏ tuổi lắm phải không? Dạ con 17 tuổi. Thì là đúng rồi, 17 tuổi thì có thể là đó là một vấn đề. Tuy nhiên, tổng bố cục thì đây là một tiết mục hay. Cảm ơn bố nghe. Cảm ơn anh Lê. Anh lại thấy là chỉ có một chút xíu, một vài nốt thấp thôi mà mình cứ dí vào cái vấn đề đó không đáng, đối với anh thì không đáng. Trong khi những cái điều khác em làm hay hơn mà không ai chịu ghi nhớ hết. Với một cô bé 17 tuổi như vậy, được giao cái nhiệm vụ khó vậy, nhiều khi ở đây thì cười lắc hồi vô trong tuổi khóc. Thân khóc tội nghiệp. Nên là anh không có nói về thấp cao gì hết. Anh chỉ muốn đánh giá cái sự cố gắng của từng em và màu sắc của từng người thôi. Anh có sự đánh giá rất là cao và anh thích thu thảo. Em hát rất là bình tĩnh, bản lĩnh vô cùng luôn. Khi em cất tiếng bè là em cũng tự tiết chế cái cường độ cho nó vừa vặn với giọng của Thành đó, chứ không có ham lời mà hát to lên làm cái gì cả. Cách em hát và cái thần thái em nhìn nó hoàn toàn như là một cuộc đi chơi của em thôi. Nó không có gì khó khăn với em cả. Bé Thanh Thanh mê hát quá hay sao đó, mấy lần muốn vô sớm đúng không? Mình đang nôn tới phần mình hát quá, cứ bình tĩnh nha. Mỗi lần tập phải nghe đi nghe lại cái phần của mình đó, có chút xíu là rất là quan trọng luôn. Mình phải làm sao cho tốt cái phần của mình. Em có chất giọng rất là hay, rất là sáng, nhưng mà làm sao để mình cũng bình tĩnh như chị Thảo luôn, chứ đừng có vội vã vậy nữa. Với bé Thủy, một chất giọng không thể bolero hơn được nữa. Nó rất là màu sắc, rất rõ ràng với em luôn. Cái bài hát này và giọng nhạc này hoàn toàn phù hợp với em. Với cô bé 17 tuổi như anh nói đó, những cái điều em làm được ở đây không phải là bài hát, mà là em đã được nhận nhiệm vụ và em rất can đảm để nhận cái nhiệm vụ hát những nốt thấp nhất. Anh rất là thích cái tinh thần đó của em. Với một cô gái 17 tuổi và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, anh có lời khen ngợi dành cho tất cả bốn em. Đây thực sự là một cái vòng khó khăn nhất cho các huấn luyện viên trong chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Bởi vì đây là vòng đối kháng. Và đặc biệt 20 thí sinh, tức là 10 cặp, chúng ta chỉ lấy lại được có 5 cặp. Nó phải nói là rất là quyết liệt. Cho nên đặc biệt anh chị sẽ cho tất cả các em sẽ hát đúng sở trường của mình trong vòng này. Còn tất cả các góp ý của các anh chị ở đây thì chị nghĩ tụi em phải về nhà và mình sẽ chấn chỉnh, mình sửa đổi sau này nhiều hơn. Dẫu sao thì bây giờ mình cũng đã hoàn thành xong tiết mục rồi. Bây giờ cười lên một cái coi. Vâng, em bảo muội như thế này chị. Các bé nãy giờ cũng hơi căng thẳng. Thì em cũng bảo muội cái bài Buồn Con Sáo Sầu là cái bài tủ của chị Cẩm Ly. Thì bây giờ không biết là có thể mời chị Cẩm Ly hát đoạn để cổ vũ tinh thần của mấy bé được không ạ? Các khán giả thích không ạ? Trời ơi, lâu rồi mới hát thôi, biết hát. Dạ, em mượn cái micro này cho hai bé đi hơn nha. Không, chị có cái rất là dễ thương. Bài của chồng sáng tác mà vợ ít thuộc lời. Bài không viết mà chị không thuộc là ảnh giận đó. Thuộc nhưng mà lâu quá không. Bài góc cũng đô đó. Hát A thôi. Chiều chiều em đứng ngó bên sông, buồn cho con sóng sầu. Tới mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu, nó xô lòng lẻ bầy mà bay. À, con sáo sầu nó lẻ bầy xô lòng mà bay. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Em thương anh bên này đông dám lời sang bên gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Mình
hát một hồi nữa cái ông tố tôi không thuộc bài của ổng mệt. Vâng thưa quý vị, dành một tràng pháo tay cho bốn gương mặt của chúng ta: Thanh Thanh, Thu Thảo, Bích Thủy và Thanh Nhị. Cuộc tình này đã chót trao cho anh lâu rồi. Cuộc tình này mãi khắc sâu trong em như ngày mình bên nhau. Tôi lòng anh ơi, bên kia cuộc tình là một niềm đau. Em biết giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi. Mây trôi thân thờ, nhìn đường đời dài chỉ riêng anh thôi. Người hỡi em ơi có hay, ngàn lời nói cho nhau bây giờ ít chi. Xin hãy khóc đi, rồi ngày mai chia ly. Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi thân thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng anh thôi. Người hỡi em ơi có hay, ngàn lời nói cho nhau bây giờ ít chi. Xin hãy khóc đi, rồi ngày mai chia ly. Cảm ơn bốn bạn. Vừa rồi là liên khúc Em Về và Chuyện Thường Tình Thế Thôi. Lê Khánh, Hồ Thiên, Diễm My và Hà Ni.
Thưa quý vị, đối với những khán giả yêu nhạc thì hai ca khúc này chúng ta đã rất là yêu mến với phần thể hiện của tiếng hát nữ ca sĩ Hồng Ngọc, là một trong những nữ ca sĩ, một đứa em và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất là yêu mến. Cho nên là Nguyên Khang cũng muốn hỏi lý do vì sao anh Hưng lại quyết định chọn hai cái ca khúc rất nổi tiếng của Hồng Ngọc cho phần thi của bốn thí sinh của mình. Hưng quan sát thấy đa số là những huấn luyện viên hoặc là giám khảo hay chọn cho thí sinh của mình những cái bài nó hoành tráng lệ và nó mang tính chất thi thố xa vời, trưng trổ đó. Nhưng mà cái dòng nhạc của Hồng Ngọc ít khi được chọn để sử dụng để trong tại các cuộc thi, thì Hưng quyết định chọn hai bài hit của Hồng Ngọc, dễ mà người ta dễ nghe và dễ đón nhận lắm, gần với khán giả nhất, là dễ và cảm tình với họ trước. Đó là lý do mà Hưng chọn hai bài hát của Hồng Ngọc để đặt để và phù hợp với giọng của các bạn ở đây. Cảm ơn anh Hưng. Và bây giờ thì xin mời chị Tuyết và anh Quang Lê sẽ chia sẻ đôi điều về tiết mục này. Một liên khúc hay của nhạc sĩ Lê Quang, Diễm My. Em có cái giọng ngộ lắm mà rất là nội lực, cất lên câu đầu tiên là đã thích rồi. Còn em Lê Khánh, giọng hát vẫn đi đôi với cái hình ảnh của em, rất là dễ thương. Hồ Thiên thì bạn có một cái giọng khá là mạnh và cái đuôi á giống như là Dương Triều Vũ. Và một người đặc biệt nữa, khi mà bước ra chị Tuyết mới ngỡ ngàng xoay qua Quang Lê: ồ em ơi giống quá. Thì lúc đó Quang Lê mới quan sát kỹ cái cách hát, rồi cái cách trình diễn, kể cả mái tóc nữa, và là đôi bông tai cũng y chang, giống như là cô Khánh Hà. Cái phong cách giống lắm luôn, cái miệng hát cũng chúm chím như cô Khánh Hà đó, nó có cái gì rất là có duyên. Đó là bốn cái riêng biệt của mỗi bạn. Trang phục là Lê là người Huế mà màu tím là một cái màu rất là tuyệt vời, màu tím chung thủy đúng không? Tím đâu có giờ phản bội đâu đúng không anh Hưng? Nhắc nhẹ đó không? Đó, có hứa tặng cái áo gắn hột xoàn 5 cara rồi đó. Không có hột mấy, cái hột có nằm bên nhà thì Minh Tuyết á. Cảm ơn bốn em, chúc mừng tiết mục rất hay của bốn em. Xin mời gia đình của chị Ly. Chào bốn em. Với bốn em phải đồng thanh lại: bốn em chào chị. Giống ông Ngọc phải không? Chị chào bốn em. Ở đây á, chị chỉ nói bề nổi thôi nha, thì có lẽ là chị cho điểm của Hồ Thiên tốt, nhưng mà độ tinh tế em chưa có nhiều. Đó là theo cảm nhận của chị. Diễm My á, cái lực của em rất mạnh. Hồi nãy mỗi lần em bước lên đây là chị đã nói với Hưng là chị nó giống một cái người, một cái bạn bạn đồng nghiệp rất là lâu năm. Tuyết nhớ Tuyền Lùng không Tuyết? Biết, mới gặp Tuyền Lùng tức thì. Đấy, đấy thì giống cái người bạn đồng nghiệp đó tên là Uyên Thanh, nhưng cái nickname mà trong giới mấy chị em bạn nhau thì kêu là Tuyền Lùng, quen cho nên chị kêu chứ không phải chị nói bạn ấy lùng, hiểu không? À, rồi, chị không hiểu hôm nay em hát sao em ém rất là nhiều, không có bung hết cái công lực của em ra. Khi em hát một mình em hát solo thoải mái. Nhưng khi em hát đôi, mà này là hát bốn nữa, thì em bè, em phải nên đồng điệu với các bạn. Cái câu gì? Dứt cái tai bỏ đi đi câu cuối. Dạ, xin hãy khóc đi. Rồi xin hãy khóc đi. Em bè, phải không? Thiên hát chính, yeah. Em hãy khóc đi, em quăng cái tẹt là em quăng cái tai là em ngắt luôn cái câu bè của em. Xin hãy khóc đi, rồi ngày mai chia ly. Còn đoạn sau khi em hát với bốn bạn thì em hơi bị hát như cái cách của em nó hơi sân khấu, nó trễ một tí xíu so với các bạn. Nó không vấn đề gì nếu em hát solo. Về diễn xuất đó thì em diễn quá luôn chứ không phải diễn thường luôn đó. Còn hai bạn nữ này thì ra phải công nhận là rất là xinh đẹp. Lê thích nhất là hai cái trang phục này rất xinh đẹp. Thích nào cho cái đó. Hả? Không, mình không dám liều lĩnh như vậy đâu. Hà Ni em á thì cái bài này nè Hưng, à, không có phát huy được cái chất giọng của Ni nhiều, nó hơi mềm quá. Lại còn mấy Khánh thì rất là xinh. Chúc mừng tiết mục cả bốn đứa. Ai cũng nói về cái phần hát rồi, anh nói về cái thể hiện chút xíu. Ni và Khánh, đoạn hai đứa em đi ra đó, anh không thấy cái tình cảm trong từng cái bước đi ra. Riêng hai bạn đó, hai bạn ra sao á? Hai bạn ở giữa có nhảy được không nhỉ? Thiên với lại nếu may mắn bầu được vòng sau là hát cái bài đang hit giờ đó, cô ra 1m52 vậy đó. Rồi, chúng mình tiếp một con đứa. Ở trong đội của Vũ và anh Hưng, Hồ Thiên có một cái nickname đó là Soái ca sáu muối. Còn về Diễm My, em có cái giọng rất là chắc, rất tình cảm, nồng nàn, da diết. Lê Khánh, em có một chút nó ngây ngô. Nếu em được may mắn bước vào vòng trong thì cái điều anh Vũ và anh Hưng muốn là em phải tập cái sự tự tin. Hà Ni thì em rất là đẹp. Cái anh cần nữa cho mọi người thấy cái chiều sâu của mình nữa thì em sẽ tiến xa hơn. Xin nhắc lại cho Lê nhớ cô bé mà Lê thích đó, cô ấy cũng là người Huế, muốn làm gì làm. Này, Ni à,
khi em hát em cần bùng nổ chút xíu nữa. Vì bản chất của em rất là hiền lành, cái gì em cũng biết hết, nhưng mà không nói thôi, cần phải thay đổi, bùng nổ lên. Rồi chúc mừng đội nhà mình. Và một lần nữa xin được chúc mừng bốn bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Trong đêm buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông, cùng sóng nước chẳng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ anh đến với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng. Người ở đâu chẳng nghe xa, chỉ còn em đêm muôn cô đơn, anh chẳng non ai chia đôi vần, buồn rơi mãi dẫu có đơn đau vẫn ôm tình anh. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ anh nơi cuối trời, dù rằng anh giờ đây và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hơi hoa hồng. Vòng tay mình trao cho nhau tình con đây, lặng nghe đêm trôi em trao anh bao phút giây em đêm. Giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi. Tình ta rồi đã mãi mãi cách chia xa. Vâng, thưa quý vị, tam cô nương của chúng ta với một liên khúc Vầng Trăng gồm hai ca khúc Nửa Vầng Trăng và Vầng Trăng Đêm Trôi, xin được giới thiệu Thùy Dương, Bảo Ngọc và Thanh Hằng. Và bây giờ thì xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chào Bảo Ngọc, Thùy Dương với Thanh Hằng. Thấy rất là ok luôn, phong độ thì rất là tốt. Hôm nay chị thấy hát rất là đều, rất là hay. Ngọc, bạn là trên sân khấu của em và cái thần thái trên sân khấu của em làm rất là tốt. Cho đến khi hết bài, nhạc vẫn còn,
em vẫn diễn. Cái đó là cái điều mà chị nghĩ ít có thí sinh nào để ý đến. Và ngay cả Dương cũng có, chỉ có Hằng thì hơi một tí xíu buông thõng thôi. Nhưng cái một góp ý nhỏ nhỏ thôi, cái thiết kế trang phục này nó đẹp, nhưng không biết ý đồ của anh Hưng có như thế hay không, người ta đã làm cho mình một cái miếng vôn ở ngay cánh tay để mà mình cầm cho nó tha thước. Thì tụi em phải tận dụng cái miếng vôn này, cái tay tụi em nó phải đưa ra rộng. Dương á, với cái mái tóc này với lại cái trang phục này làm như nó không có hợp với em, tại vì em cá tính mạnh mẽ, em không có muốn gò bó trong đó, cho nên em cứ gì nào tay chân em nó ngắn, nó tiếc cho cái sự tha thứ của cái miếng vải này mình không có sử dụng nhiều. Mình phải sử dụng nhiều hơn để lúc mà em nhìn lên em hát á, lúc em diễn tả nó sẽ rất là đẹp, mọi thứ đều tốt. Chị chúc mừng tiết mục của ba đứa. Ba em là một tiết mục mở màn mà tụi em hát rất chắc nha. Có chút xíu này, không phải ba cô gái này không đâu. Và tôi nghĩ là bốn bài sau của đội team Đàm Vĩnh Hưng của Dương Triệu Vũ sẽ là sắc màu tím rực rỡ, kim tuyến nhẹ, những cái điểm xuyết trên áo cùng với huấn luyện viên, vì đó là cách chơi của bạn Hưng với lại bạn Dương Triệu Vũ. Đúng không nhờ? Nên Hưng chọn cái màu mà rất là đẹp. Màu này tôi Quang Lê cũng thích lắm, nhưng mà chưa mua sắm được trang phục. Anh sẽ hứa anh tặng em một cái áo vest tím nha. Chắc đây, để nói giùm. Anh Hưng mà tặng áo mà có kim tuyến không thì nó thường quá. Trong cái áo phải có đính một cái hộp xoàn thiệt. Mới là Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng mà tặng một cái áo bình thường thì anh Hưng thì lấy đại cái hộp xoàn là đi, trong cái lon nó còn quá trời đó, đủ xài lấy đại anh Hưng. Để coi coi, cái nhỏ nhỏ thôi khoảng 10 carat được rồi. Không được đâu, tại người con Lê to lắm. Hoặc cho cái hộp mít cũng được. À, còn đây là chia sẻ của đội nhà. Anh Hưng với lại Vũ chắc còn nhớ cái đêm chung kết đó thì cả hai đã lúc lắc đung đưa trên cái vầng trăng đó. Thế thì hôm nay khi nghe lại cái ca khúc này, có còn nhớ cái cảm giác sợ hãi khi mà vầng trăng được đưa lên cao? Thật ra thì khi đã dấn thân chơi đã sợ là không leo lên, mà leo lên là không còn sợ nữa. Nên là anh rất thích thú khi được biểu diễn và làm cho mọi người ngạc nhiên và họ phải lo à, cho. Bây giờ anh Hưng nói Vũ mới nhớ, lúc đó Vũ sợ, mà nói chung là ông Hưng ông đứng vậy đúng không, ông đứng trên vầng trăng vậy nè. Còn mình là mình ngồi vậy, mình đã ngồi vậy mình đã khó chịu rồi, ông còn lắc qua lắc lại lắc qua. Anh Hưng ơi, ông coi chừng té bây giờ, mình phải nhắc đi nhắc lại mà ông cứ lắc qua lắc lại. Nhưng mà không biết là Vũ có nhớ là lúc đó là anh Hưng anh bị tuột xong rồi, rất may là cái ống kính nó không có bắt, cho nên là lúc đó thì lúc mà anh trôi xuống ở cái phần trung tâm của cái phần trăng đó thì lúc đó là nó mới ổn định lại cái vị trí của mình. Ngồi cái tuột xuống đây nè đó. Nhưng mà Vũ kể câu chuyện đó chỉ để cho mọi người biết là anh Hưng á, anh không bao giờ sợ cái gì hết. Ông đã lên sân khấu là ông muốn làm còn hơn những cái an toàn nữa. Chơi buôn quái họ chỉ tiếc tí xíu thôi. Là cái tiết mục này thì Nguyễn Khang còn nhớ là bốn anh chị Tuyết, chị Ly, anh Hưng với lại Dương Triệu Vũ cùng xuất hiện trong cái đêm chung kết đó. Thì không biết khi nghe cái liên khúc này thì cảm xúc của chị như thế nào? Một cái liên khúc mà phải nói ra là coi đi coi lại vẫn thấy thích thú vô cùng. Ngày hôm nay các em lại đem đến kỷ niệm đó dành cho chị. Và bài hát này cũng là một trong những bài hát chị hát rất là nhiều. Hôm nay các em là tiết mục đầu tiên, lúc tâm nào mình lắm. Cũng tâm lý rất là nặng nề hết á. Nhưng mà phần lớn thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thì rất có bản lĩnh trên sân khấu. Điều đó là chị rất khen ba các em. Chị chỉ góp ý nhỏ một chút xíu. Thùy Dương ơi, chị thấy là mái tóc này vẫn đẹp đối với em. Em vẫn xinh, vẫn không có gì hết. Cũng không cần phải là mái tóc ngắn thì mới tỏ ra là mình được. Chẳng qua là mình thể hiện nó như thế nào mà thôi. Khi mình hát đó, cái microphone em cầm á, đúng là nhiều khi đôi lúc cái thói quen mình hay như thế này, nhưng mà ít thôi, nó sẽ làm cho người ta bị chi phối, rút kinh nghiệm. Chị chỉ góp ý nhỏ với Thùy Dương điều đó. Còn chị chúc mừng ba em đã hoàn thành tốt bài hát đầu tiên. Cảm ơn chị Tư, cảm ơn Minh Tuyết rất là nhiều. Ở nhà lúc mà tập á, Hưng dặn luôn, Hưng nói chị Ly sẽ nói cái này nè, chị Tuyết sẽ nói cái này nè. Anh nói có sai không? Những cái lần nó phải ghi nhớ nha. Cảm ơn các em đã luyện tập chăm chỉ và nghe những gì mà tụi anh đã hướng dẫn. Đã có một tiết mục ấn tượng để tạo cái tinh thần cho các thí sinh. Tới giờ phút này, không biết nói có sớm quá hay không, Hưng có suy nghĩ như thế này. Nếu như mình muốn thí sinh của mình được lựa chọn và đi sâu, thì mình cũng phải biết hy sinh một chút xíu. Đã suy nghĩ tính toán rất là kỹ. Cho nên có những sự dừng lại đó, nó không phải là điều xấu, mà có thể là đi xa hơn, một điều may mắn tiếp theo. Anh cảm ơn các em đã mang lại sự hãnh diện cho anh. Xin được chúc mừng nhà có ba nàng tiên của chúng ta, Thùy Dương, Bảo Ngọc và Thanh Hằng. Cảm ơn các bạn.
chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài đêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn xanh bông trắng lưng đồi. Đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời. Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay, đưa nước về làng quê sáng ngời. Chứng minh của đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Thơ, Linh Hòa, Mạnh Cường và Thanh Quý. Linh Hoa, bạn hát thì Minh Tuyết vừa ghé tai qua mình nói con lên cái cô này cô có một giọng rất là đẹp. Em lên dạ thanh rất là vững chắc luôn. Và có khi em lại xuống bằng cái giọng ngực của mình và từ chuyển cái dạ thanh đến giọng ngực rất là mượt mà. Mạnh Cường có một cái giọng rất là nội lực. Thanh Quý, em có vẻ là hơi rụt rè hơn mọi khi. Tuy nhiên, đây là một tiết mục với hai bài hát rất ý nghĩa và chắc chắn những người con xa quê hương khi nghe hai bài hát này sẽ ngậm ngùi. Cảm ơn tiết mục này. Nhất là cái câu đầu tiên ngâm thơ của Hoa đó. Chị ghé lỗ tai của Quang Lê, chị nói liền: bé này giọng giả thanh mà giọng rất là ấm và đẹp. Trong cái giả thanh nó vẫn có cái ấm ở trong đó. Và đôi lúc em có pha lẫn cái giọng thật của mình ở trong, mà nó chuyển rất là lẹ. Và những cái câu luyến lấy của em đó, nó rất là ngọt ngào và nó không gãy một cái chỗ nào cả. Sau đó là sự hòa quyện của ba giọng hát. Và cái đặc biệt là hai bạn nữ hát thật là cao, thì bạn trai vô câu đầu tiên lại rất là trầm ấm, bất ngờ nhưng mà vô cùng tuyệt vời và thú vị. Và chị nghĩ rằng á, cái sự kết hợp của ba giọng hát này á, không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Wow. Chúc mừng các em. Anh lại nhìn theo một khía cạnh khác. Linh Hoa được cái kinh nghiệm chiến trường. Anh thì thích cái phần nội tâm sâu lắng, cái ru, cái hò và những cái tự sự. Khi em hát cái đó, anh đảm bảo luôn Dương Diệu Vũ khóc liền.
Còn cái này dừng ở mức là đang là một bài hát ca ngợi quê hương thì mình tất nhiên là mình phải tươi vui. Thì chưa có phô diễn được những cái hay nhất của ba đứa em. Bài này anh đang nghe là một tiết mục thi đại học năm thứ hai chẳng hạn như thế. 9.5 thì là một lời khen cho tụi em. Chị nghĩ hai bài này đối với ba tụi em thì rất giống nhau cháo sườn. Nhưng chính vì cái câu ngâm của Linh Hoa lúc đầu nó quá ngọt thì Mạnh Cường vào mấy câu đầu chị không thích lắm, chưa đủ mượt. Nhưng mà cái sự mà hòa quyện, hòa thanh của tụi em trong những cái càng về sau á, thực sự là rất là hay. Còn tại vì Hoa diễn rất là nhiều, Hoa tươi, Hoa làm chủ, Hoa tự tin. Chính vì cái tự tin của Hoa quá nhiều cho nên cái người kế Hoa cảm thấy có sự rụt rè liền. Nhưng mà nói chung là ba tụi em có sự hòa quyện càng về sau nó càng tốt. Rất là hay, chúc mừng tiết mục của ba đứa. Xin thưa với mọi người, đây là một trong vài tiết mục mà Hân và Vũ rất hãnh diện. Cái vai diễn hiền lành và rụt rè đó do chính Hân là người quyết định giao cho Thanh Quý. Khi một cô chị dắt một cô em bước ra cuộc đời là anh giao nhiệm vụ cho Hoa dẫn dắt hết toàn bộ mọi thứ, rồi sẽ gặp một chàng trai trên đường và tụi em bẽn lẽn và cúi đầu chào và hát và ca ngợi và nói về những gì đẹp nhất quê hương mình. Đó là câu chuyện nội dung anh đưa ra cho tụi em. Đấy, cho nên là có thể đã tạo cái sự hiểu lầm cho chị Ly hoặc là anh Quang Lê, chứ con bé này nó quỷ quái lắm chứ không có rụt rè đâu. Đây là cái vai diễn của bé Quý trong cái ca khúc này, và một tiết mục đã được nhiều người khen, các anh chị thưởng thức và khán giả cũng đổ tay rất nhiều. Như vậy anh hãnh diện, anh cảm ơn sự luyện tập của tụi em nhiều. Khi mà sếp Thanh Quý với lại Linh Hoa đó, dĩ nhiên là Vũ và anh Hưng rất là cẩn trọng thì sợ em sẽ bị lép vế. Nhưng sau khi nghe cái giọng em hát trong cái buổi mà tập luyện thì mới phát hiện là cái nội lực và cái bản lĩnh của cô gái này không hề đơn giản. Và bây giờ em hãy giúp anh Vũ và anh Hưng chứng minh cái điều đó bằng cách em hát chay không thôi. Một câu mà em cảm thấy tự tin nhất. Quê hương là chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Cái hay của Quý đó chính là khi mà em luyến lên đó, nó rất là ngọt ngào, rất nhẹ nhàng và tinh tế lắm. Em không hề kém cạnh Hoa chút nào. Em biết sao không? Khi bao nhiêu người nhận xét rồi, góp ý rồi thì em đang được cái tự tin. Đoạn đầu em không ngọt, không hay bằng bây giờ vì lúc đó em chưa tự tin. Đó là lý do tại sao mà tất cả huấn luyện viên đây đang cố khai thác những cái sự tự tin của em một cách thực tế nhất. Còn về Cường á, Cường có giọng rất là đẹp, cho nên là khi mà kết hợp ba người như thế này thì nói chung nó vừa mãn nhãn và vừa mãn lỗ tai nữa. Cảm ơn ba em rất nhiều. Hơn thì Hơn thích cái phần mà Cường bắt đầu vào bài mùa xuân đó đấy. Yeah, đấy, nghe nó tự hào lắm. Không bao giờ ai đoán trước được. Anh Minh Vi hôm qua cũng nói là sao vô chơi khó, thí khó sinh vô vậy? Nhịp khó vô đó. Đó, hôm qua Minh Vi còn khen ngợi tụi em vậy. Anh cảm thấy sung sướng vô cùng luôn. Thank you đại ca. Xin cảm ơn các vị huấn luyện viên. Chúc mừng các bạn đã có một tiết mục tràn đầy cảm xúc.